ở vùng nuôi thủy sản tập trung xã Giang Biển, Nguyễn Huân. Hầu như mọi người đều biết ông Chính Thái, người nuôi cua biển nhiều kinh nghiệm và cũng là hộ có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất huyện Đầm Dơi. Mỗi con nước sổ vuông thường ngày chỉ riêng nguồn cua cho ông mức thu nhập cả chục triệu đồng. Thế nhưng tình trạng cua bị bệnh chết như hiện nay, ông cùng đa số các hộ nuôi cua ở địa phương gần như mất trắng nguồn thu này. Con cua trước Tết thì nó rất là đạt, nhưng mà từ qua Tết tới giờ thì con cua nó bị dịch, như vậy là nước độ mặn này nó bị là da thiết, rồi bị đỏ mình. Đó, không phải một hộ mà cái này chiếm khoảng cỡ 60-70%. Còn thực tế vô nhà tôi thì ngay bây giờ trước Tết thì đặt cái ăn nó ăn dữ dội lắm, nhưng mà ngay bây giờ là đặt nó không ăn mồi. Huyện Đầm Dơi với hơn 60.000 hecta nuôi cua xen canh các loại thủy sản khác. Những ngày này lượng cua cung ứng thị trường rất ít. Cua thương phẩm giá ổn định khá cao, khoảng 450.000 đồng một ký, nhưng hầu như rất ít hộ có cua để bán. Cái thiệt hại này là nhờ cấp trên rồi bên chuyên môn nghiên cứu rồi có thuốc hay có cái cách nào để hỗ trợ nông dân để vượt qua những cái khó. Ngay bây giờ là mới có vừa qua Tết Nguyên Đán mà còn tháng 2, tháng 3. Cho nên là cái độ mặn càng cao thì cái rủi ro nó càng lớn. Sợ nhất là cái qua mùa tháng 2 nữa, còn tháng 2 nắng gắt thì nước nó sắc nữa thì có thể ảnh hưởng, nó có thể kéo dài, có thể nặng hơn trong thời điểm này. Chưa có cái điều kiện mà để mình xử lý cái dịch bệnh của con cua này được. Cho nên cũng có nhờ bên khuyến nông khuyến ngư đều có cái hướng rồi để cho bà con có khắc phục. Hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đang giao cơ quan chuyên môn thống kê số lượng cua nuôi chết trên toàn tỉnh. Tình trạng cua chết ngay những tháng đầu năm đã xảy ra liên tục 3 năm nay, diễn biến tăng dần và ngày càng phức tạp hơn. Tỉnh Cà Mau đã giao các viện nghiên cứu đề tài về loại bệnh nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ để có giải pháp ngăn chặn dịch bệnh về lâu về dài, ổn định thế mạnh kinh tế, nghề nuôi cua biển nhiều tiềm năng.